F0 tăng nhanh, Hà Nội điều trị bệnh nhân ra sao? Ngày 6 tháng 1, Sở Y tế Hà Nội lần thứ 6 điều chỉnh phân luồng tiếp nhận điều trị F0. Theo đó, tùy theo mức độ lâm sàng, mức độ nguy cơ của người bệnh. Trong lần hướng dẫn này, Hà Nội điều chỉnh khá nhiều về tiêu chí phân tầng so với các lần trước. Cụ thể là các bệnh viện tầng 3 sẽ tiếp nhận F0 nếu F0 được đánh giá ở nguy cơ rất cao, có tình trạng cấp cứu SpO2 dưới 90%. Cơ sở tiếp nhận bệnh nhân tầng 3 gồm 5 bệnh viện của Hà Nội là Đức Giang, Thanh Nhàn, Hà Đông, Sanh Pôn và Sơn Tây. Các bệnh viện trung ương, bộ ngành, riêng bệnh viện Phụ sản Hà Nội tiếp nhận bệnh nhân sản khoa. Trước đây, bệnh viện tầng 2 dành cho trường hợp không có triệu chứng hoặc là có triệu chứng nhẹ, mức độ trung bình với nguy cơ cao. Với thay đổi mới này, chỉ có trường hợp nguy cơ cao mới vào tầng 2. F0 có nguy cơ thấp hoặc trung bình sẽ được điều trị ở tầng 1. Cụ thể là nhóm có nguy cơ trung bình gồm người từ 65 tuổi trở lên chưa phát hiện bệnh nền hoặc mắc bệnh nền ổn định, nghĩa là không dùng thuốc hoặc uống thuốc theo đơn tại nhà, không có triệu chứng của đợt tiến triển. Người từ 50 đến 64 tuổi chưa phát hiện bệnh nền và chưa tiêm vaccine. Người mắc bệnh nền ổn định có dấu hiệu như là sốt, ho, đau họng và khó thở và SpO2 từ 97% trở lên. Nhóm này sẽ điều trị tại cơ sở thu dung điều trị của thành phố. Nhóm nguy cơ thấp gồm những người từ 50 đến 64 tuổi chưa phát hiện bệnh nền nhưng đã tiêm đủ liều vaccine. Người từ 3 tháng tới dưới 49 tuổi không có bệnh lý nền hoặc bệnh nền đã ổn định, chưa tiêm đủ vaccine và SpO2 từ 97% trở lên. Nhóm này sẽ điều trị tại cơ sở thu dung của quận huyện. Nhóm F0 được quản lý điều trị tại nhà bao gồm người từ 3 tháng đến dưới 49 tuổi chưa phát hiện bệnh nền, tiêm đủ vaccine, không mang thai, sức khỏe chưa có dấu hiệu bất thường và SpO2 từ 97% trở lên. Sở Y tế cũng có hướng dẫn phân luồng điều trị với nhóm bệnh nhân đặc biệt như là người chạy thận nhân tạo, người có bệnh lý tâm thần hay người đang cai nghiện tại cộng đồng. Ngoài ra, cơ sở điều trị thường xuyên đánh giá diễn biến mức độ lâm sàng, mức độ nguy cơ và kết quả xét nghiệm F0 để quyết định chuyển tuyến, ra viện và kết thúc cách ly. Bên cạnh đó, Sở Y tế yêu cầu tập trung điều trị F0 thể nhẹ và không triệu chứng tại cơ sở thu dung điều trị, hạn chế chuyển tầng, chuyển độ và ưu tiên giường bệnh tại bệnh viện để tiếp nhận người bệnh tầng 2, tầng 3. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.